nghĩ như thế nào về lời đề nghị của Viên Dương? Các ông nên nhớ, nay Bắc Viên hùng mạnh, dẫu đường bang cũng lắm tương tài, cũng không sánh bằng với Đồ Lư công chúa. Nếu không muốn giấy động can qua thì hãy bằng lòng đặt công lễ hằng năm. Tuôn Bắc Viên là đại quốc hùng cường, chịu quốc phục, hạ cờ làm tiểu.